chim. Pai, có ông hỏi bố Pai đây là gì? Bố gì? Tên là gì? Bố Hiệp. Tên đi la, tên. Mẹ gì nhỉ? Mẹ Phương Còi. Nhà Pai ở đâu? À, hàng bún. À, Jin nè, bố gì? Bố gì nhỉ? Jin là bố gì? Bố béo à? Chúng ta gọi bố béo. Mẹ gì? À, mẹ Thủy Sinh. Thế nhà Jin ở đâu? Nhà Jin ở hàng bún à? Nhà Jin ở phố Hoàng gì? Hàng Ngân, đúng rồi, ngay bạn Jin. Ở bạn Phan Phan à? Đúng rồi, bạn Phan Phan à? Phan Phan đọc bài thơ gì? Phan đọc bài gì? Hay Phan Phan hát bài gì? Xấu hổ quá, xấu hổ quá. Bạn Lan Nhi đâu? Bố gì? Bố Phan Phan, bố của Phan Phan tên là gì? Bố tên là Phan Phan. Bố của Phan Phan tên là Phan Phan à? Bố gì nhỉ? Mẹ Quỳnh Anh. À, mẹ Quỳnh Anh. Bố gì? Mẹ Quỳnh Anh tên là Phan Phan. Nào, còn bạn nào nữa? Bạn Bizu nào? Bizu hát bài chị ông đâu rồi em bé nhá. Chị ông đi ơi. Cảm ơn hỏi. Trung Hòa. Nhân gì? Nhân gì? Người cảm ơn bạn Bizu. Quỳnh Chi đâu? Chi đây nè. Chi từ đây nè. Chi giới thiệu về gia đình mình cho cả cho mọi người cùng nghe nào. Ôi, cầm Quỳnh ơi, quay vào tớ cái. Quỳnh Chi ra đây nè. Sau khi nào ấy thì bấm vào đây nhá. Nào, thế bây giờ Quỳnh Chi kể cho mọi người về nhà rồi về gia đình Quỳnh Chi nào. Có nhà Quỳnh Chi có bố gì? Cô đang đi nhờ tí. Bố chính, mẹ gì? Mẹ hàng. Nhà Quỳnh Chi ở đâu? À, 133 Hoàng Ngân. Thế ở trên nhà Quỳnh Chi còn có ai nữa nhỉ? Có bà. Thế Quỳnh Chi yêu không nhỉ? À, yêu ông bà nhất nhỉ? Thế có ông hỏi là Quỳnh Chi bây giờ muốn hát tặng mọi người bài gì không? Con muốn hát tặng mọi người. Gia Linh ở chung với ai đấy không?
với ông bà.